Đấy, hôm nay là thứ bảy, ngày mùng 7 tháng 5 năm 2016, tôi cùng bang chủ lại đang đi lượn ở khu vực bờ biển Choshi gần trường đại học Chiba. Mọi người ở đây rất là đông. Shafi, Kurumotachi, Marana, Nyo, Tuk, Tê, Lê, Thái, Bình, Nam, Kai. Đấy. ちょっと見てもいいですか?あ。あ。はい。すいません。お、すごいね。あ。熊で、熊でですか? わ。 すごい。波すごいね、今日。波が荒いか、社長。え、 mọi người đang cào hến này. Đẹp chưa? Biển Choshi đẹp chưa? Gầm gào, hôm nay sóng to, biển động mạnh. Nghe sướng không? Thế sóng nó đánh cho phát là tụt quần đấy. Động này mà nó rất thích đi ngắm biển lắm, thích đi ngắm tam chủ đi cùng thôi. Hôm nay lại được hai ông con đi ngắm biển tiếp. Đấy, tên mình nhé, tên bằng tiếng Nhật đấy. Còn đây nhá. Nếu nào thích cái thằng có cái chữ ký này thì điền tên vào đây nhanh còn kịp. Ồ, いっぱい. Sacho. Kore wa nan desu ka? Kore. Kore. Ồ, ồ. Totte mo ii desu ka? Torenai, torenai, yuma ni kutsuite ru. Torenai? Yuu te tsuite ru.
đai du bụi thì cả sao quát ta ra. Ô sao chỗ sôi nè. Đây vừa bắt được một con ốc này, ốc này ăn được. Ê cô đây ít bay rồi nè, sắc kỳ quá. Qua đây sao quát ta cô đây. Cô đây iso gin chaku. Ấy nó thụt vào luôn này. Đấy, nhìn thấy không? Mờ mờ. Thế thế ra bờ biển chơi sướng thật. Đẹp thế. Đấy, sóng nó đánh vào những cái bờ này, gọi là ca ghê này. Sóng nó vỗ vào những cái sườn bờ này. Nhìn đẹp chưa? Sasin toru no?